Chiều qua, một sự cố cây xanh ngã đổ vào đường ray đã khiến tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị tê liệt hơn 2 giờ liền. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 chiều qua, trời chuyển mưa kèm gió giật mạnh đã khiến một cây xà cừ cao khoảng 20 mét, đường kính tân khoảng 0,5 mét bất ngờ bật gốc và đổ ngang qua đường sắt đoạn km 1693 820, khu vực giao với đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Ngay lập tức, hệ thống báo hiệu đường sắt đã thông báo đến các ga trong khu vực và ban điều hành vận tải tàu về sự cố để điều tiết các đoàn tàu. Theo đó, tất cả tàu Bắc Nam đều phải điều chỉnh lịch trình trong thời gian khắc phục sự cố. Ngay sau sự cố xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh và ngành đường sắt đã huy động lực lượng đến giải phóng hiện trường nhằm thông tuyến đường tàu sớm nhất có thể. Tuy nhiên, do cây xanh bị đổ khá lớn nên đến khoảng 18 giờ 30 hiện trường mới được dọn dẹp xong. Ngoài ra, vụ việc kéo dài khá lâu khiến 3 chuyến tàu từ Bắc vào Nam bị gián đoạn, buộc phải dừng chở tại ga Hồ Nai. Đến 18 giờ 50 thì giao thông đường sắt qua khu vực này mới thông suốt trở lại.